Ở cái vấn đề mà tôi hỏi chỗ Nam Cao đó, đó là lý do nào mày đi tù 2 năm rồi đến bây giờ đó mày chưa xóa ăn tích, mà bây giờ mày tao hỏi mày là mày muốn đi lại hay sao? Đó mà mấy ngày vừa qua mày lên gọi là mày cũng là cái như là để mà kết hợp ở chỗ mà cái như là úp gà để mà tính lên lường gạt, đã dính một cái tội gọi là trà đồ nhôm rồi, đã lường gạt người ta rồi đó. Rồi bắt đầu là cái như là cũng dính 2 năm, bắt đầu đến thời điểm bây giờ chưa xóa ăn tích. Rồi bây giờ đâu có gì thấy không, mấy ngày vừa qua đó người cảm thấy là đói meo râu đúng không cưng, bây giờ đi gọi là lớp tới chỗ Út Gà để mà tiếp tục diễn cảnh. Mày có nghe Út Gà nói một câu thấy thương không, Út Gà bây giờ là đi bán vé số thì cái chân nó đau, đi xa thì không được à, mà dẫn cu Đức đi thì sợ nắng, mà bỏ cu Đức đi, bỏ cu Đức ở nhà thì không ai trông. Thôi tao chỉ cho một cách nè đó, nếu mà Út Gà đi đó là mày cắm Út Gà đi, tao nghĩ là hợp đó đúng không, chỉ cần mày cắm xuống gà đi rồi mấy cái thằng gọi là lâu qua bên cạnh mày đó, rồi nó quay phim lên tao nói mày hút cả mớ tiền đó, cần chi mà cách kiếm tiền rất dễ mà tao chỉ không chịu làm đã. Bữa sau đó tới chỗ Út Gà đề cập cái vấn đề luôn à, bây giờ nếu mà cái như là cưng đi không được thì Nam sẵn nắm sẵn sàng là cắm cưng đi đúng không, cắm Út Gà đi là xin thưa quý vị xuống mấy bến phà là người ta mua hết trơn liền đó. Mày cảm cao lắm mà thật sự quý vị, nếu mà nói về cái cặp gọi là đũa lợp thì người ta không tin, chứ mà nói là mẹ mày đó, mày cảm mẹ mày đi rồi bán số tao nghĩ chắc nhiều người tin đó. Mày lên đó, mày quay những thước phim thì cũng phải rỗng cái đầu ra nhân cưng. Mày quay những thước phim như vậy mà cứ liên tục bảo rằng là tôi quay những thước phim hài. Đấy mà hài hả? Đấy mà hài hả? Hài so với mày, hài so với những cái loại mà thật sự cái trí thức lùn như mày, chứ còn với tao đó là những thước phim đó là những thước phim anh mày à. Những thước phim đó thật sự bây giờ mày có đem về mày hỏi cha hỏi mẹ đây có phải hài hay không thì thật sự cha mẹ mày chứ cũng không dám nói chữ hài trong này đâu. Hài so với những cái loại mà nó không có trí thức gọi là nó rộng não như lũ mày mà cho đó là hài à. Một trong những thước phim bay lên bay ma bị cộng đồng bay ăn mày bay cái như là thật sự một cách mà nó trơ trẽn như vậy mà cho rằng đó là thước phim hài. Rồi hôm nay nghe khán giả bảo rằng mày đưa con cả mày lên luôn hả? Đúng rồi, mày phải đào tạo con mày từ thời điểm bây giờ, tao nghĩ là nó hợp đó. Con hơn cha là nhà có phúc, đến bây giờ cái kiếp của mày đó là tao nghĩ là cỡ đấy là vừa. Ngày xưa mày đâu có ăn học gì đâu đúng không đó, ngày xưa mày đâu có ăn học gì, cho nên bây giờ đó mày phải đưa con mày lên đó, rồi mày đào tạo con mày ngay từ bây giờ này để sau này đó, đó ngày xưa thì mày ăn trộm bị 2 năm, chứ con mày sau này nó trở thành một thằng ăn cướp hiểu không, mày đào tạo cỡ đi nó phải hơn mày thôi đó, cha ăn trộm thì chắc ăn con sẽ là thằng ăn cướp thôi đó. Nên nhớ ăn tích chưa xóa, lo mà xóa ăn tích đi rồi tiếp tục cái câu chuyện mà chơi với anh, chứ anh chơi là coi chừng là chống chân chống cẳng đó. Mày nghĩ sao? Cái câu chuyện giữa tao với mày đó, thì mày đừng đừng đưa trẻ con vào. Nhưng mày đưa trẻ con vào thấy thật sự tội là tội cho đứa con của mày đó. Nó đẻ trong một cái gia đình bất hạnh, nó đẻ trong một cái gia đình mà thằng cha là đã u mê rồi, mà đưa con lên mà thật sự để làm trò cười cho thiên hạ, là người ta đang nguyền rủa bản thân mày, chứ thật sự đứa con mày nó vô tội. Nhưng mà với cái đà như thế này, tao nghĩ rằng con của mày sau này nó sẽ hơn mày một cấp. Mày là ăn trộm, mày ăn giật, mày đi lường gạt mạnh thằng quân, chứ con mày thật sự nó ra đường nó trắng lột, nó đang cướp thiên hạ. Điều đó tao nghi ngờ lắm. Cái túi nó gọi là một trong những cái mầm non mà bây giờ mày lên mày đào tạo như vậy thì thua rồi, hết đường rồi. Tao nghĩ chắc ngày xưa cha mẹ mày cũng đào tạo mày như vậy quá. Ngày xưa tao nghĩ chắc cha mày cũng hay chà đồ nhôm. Cho nên đó, bây giờ đó mày học được cái thói của cha mày. Cho nên bây giờ mày cứ mày ra đó rồi mày ăn giật mày đi ăn trộm của người ta để cho bây giờ mày dính vào cái vòng lao lý. Thì thôi bây giờ ta ra được rồi đó, thì ta cũng phải nên là trở thành một con người tử tế đi. Đã có những kênh YouTube thì bây giờ ta dùng nó ta quay những cái thước phim ý nghĩa để gọi là sửa sai, để chuộc lỗi với đời đi, chuộc lỗi bản thân mình đi. Có lại không làm, ở lại bây giờ là tiếp tục chứng nào tật nấy. Ở ngày xưa là thật sự đó là đi ăn trộm của người ta, bây giờ mày lên ăn trộm công khai, bây giờ mày lên không gian mạng là thật sự mày quay những thước phim Út Gà như vậy
là mày lấy lòng thương của Mạnh Thường Quân là mày là một trong những cái thằng gọi là ăn trộm công khai rồi. Ngày xưa mày quay chim sâu mày cũng bỡ đỡ chim sâu, mày cũng cắm chim sâu lên đầu đó, mà chim sâu là nó cái trọng lượng của nó là nó nhỏ thì nó nhẹ thì mày cắm được, chứ còn bây giờ tôi thật sự mày cắm út gà cao lắm là một ngày là mày kiểu như là chết cha ông nội mày luôn, nhưng mà tính mà cắm nổi không đó. Mày tính mà cắm nổi không? Bây giờ đi bán vé số mà còn cái như là cháu không ai trăm. Có con mà bây giờ là con nó hỏi tiền nó không có. Thì thâu nó thật sự quá vậy. Ta bắt nó ra ta trắng nước như con chó con mèo chứ con gì này nữa mà con. Để bây giờ mà hỏi rằng mà nuôi con mà đến thời điểm bây giờ đó mà tuổi già sức yếu mà cái như là không nhờ con được mà lên cộng đồng mạng khoe. Cái đó là cái nỗi nhục. Cái khoe cái gì quá vậy? Đó là cái nỗi nhục của những người làm cha làm mẹ. Mình là một trong những người cha người mẹ mà cái bất tài bất lực. Con của mình bây giờ mà thật sự đã nuôi ra đế cho nó ra banh da sẻ thịt đó cho ra đó, thì đại đa số rằng người ta cũng là mong rằng tuổi già tuổi đồ cũng có nơi nương tựa. Còn bây giờ mà thằng Lâm như vậy thì thâu ngày xưa thật sự đế trứng lộn ăn mẹ đi đó. Đế gì một cái thằng mà thật sự bất tài vô dụng như vậy đi bám vô trong chỗ chim sâu ăn mày ăn giật trong một khoảng thời gian khá dài đó, rồi đến bây giờ đó người mẹ cũng như thế. Sống thì thật sự ra cộng đồng đã là cộng đồng, không phải là một mình bản thân mình, cộng đồng đó là rất nhiều người đó. Thì người này có ý này người kia ý kia, nhưng mà tất cả những ý kiến mà nó tốt đẹp thì cũng rắm cái lỗ tai chó ra mà nghe, nghe chưa thằng Nam Cao đó. Người ta đóng góp cho mày để cho mày gọi mày khôn ra, để cho mày có những cái gọi là cũng thể hiện một trong những người mà nó tử tế đàng hoàng, để mà cải tà quy chính, để mà rửa đi gọi là cái nhục mà cái quá khứ của mày. Ở mà cuối cùng bây giờ đó mày cái dạng mà chứng nào tật nấy thôi. Mày lao đầu vô như một con thiêu thân bây giờ đó, bộ mày hết chỗ kiếm ăn hả? Mày vô mà kiếm ăn mày bỡ khu bà út gà mà thật sự mà nó trơ trẽn như vậy mà mày vẫn làm được. Mày là con người mà. Mà nó thật sự bây giờ đó mày lên mà cho rằng trời ơi kể như là thằng lang thang Sài Gòn, thằng đời thường à, cái thằng công tâm tivi à, mày thiếu một kênh nữa là thằng tăng lang thang nữa. Trời tao bây giờ tới 4-5 kênh nữa à, mà kênh nào tao cũng chữ lộn tao, tao chữ biết chữ chữ những loại như mày, chữ những loại như út gà, chữ những cái thành phần mà nó mượn đạo tạo đời buôn thần bán thánh, đó là những cái tao đang làm à. Mày thấy kênh nào kênh nói nó mạnh như rồng. À. Còn bây giờ mày lên bảo trời ơi nó ở nhà thuê nhà trọ, ủa mày không biết tao mà sao mày biết tao ở nhà thuê nhà trọ? Mày không biết tao là ai mà mày biết tao ở nhà thuê nhà trọ, ủa đâu hay vậy? Ủa đâu hay đó cưng? À. Nhưng tao biết mày đó, tao biết mày là một thằng trong những thằng tù mới ra vẫn còn đang trong cái gọi là cái thử thách 2 năm, hiện bây giờ đó là còn gần 1 năm nữa, lo mà tròn trách nhiệm đi, lên giải thích giùm tao cái chuyện đó. Lên giải thích vì sao là bị là khớp mỏ trong vòng cái như là 2 năm để mà bây giờ đó, rồi vừa mới cái vừa ra mà chưa kịp xóa hết ăn tích. Rồi bây giờ mày muốn quay lại con đường xưa hả? Anh cơm ký quen rồi hả cứng? Đấy. Anh cơm ký mặc áo số thái là tự hào dễ sợ hả? Cái thứ như mày nó thật sự có thả mà ra sớm thật sự mày cũng đi làm phá hoại xã hội. Mày không có một cái gì gọi là đi giúp đỡ cái như là đi để mà đóng góp cái vấn đề công sức mình để phát triển xã hội. Cái thứ mày là một trong những cái loại tầm gửi. Mày đu bám vô út gà đu bám vô Mạnh Thường Quân, thứ bay lại gọi là tầm gửi, gọi là dây kiền đó. À. Chứ bay tốt lành gì? À. Đáng lý ra út gà là một trong những câu chuyện quá khứ rồi, bay đã từng quay nay là đã hơn 1 năm trời rồi. Thì thôi bây giờ mình đừng quay nữa. Bây giờ mình để cho người ta gọi là nó yên ổn đi. Rồi cuộc sống của mình lo mình làm. Ông nội lũ bay lên bay quay mà thật sự bay còn xin điểu. Quay thì thật sự quý vị không phải là mình không cho nó quay hay là mình nói cái gì. Nhưng mà nó quay như thế nào thì tôi không nói. Đằng này quay thì lên xin điểu. Lên đỡ than thân trách phạt. Quay lên còn cho rằng là bản thân mình là một trong những người mẹ bất hạnh. Ủa mình là người mẹ bất hạnh thì tại sao mình không hiểu vì sao mình có sự bất hạnh ngày hôm nay? Do mình nhu nhược, mình u mê, mình không đủ gọi là tài, không đủ đức, không đủ cái bản lĩnh để mà dạy một đứa con. Ở cho bây giờ đây là một trong những cái gọi là cái hậu quả mình phải gánh.
Mình là người mẹ mà trồng cái cây mà tốt quá mà. Trồng một cái cây mà xin thưa quý vị, ngay từ đầu, ngay từ lúc nó còn nhỏ là cho nó cái gọi là cái là một cái sự cưng chiều. Đó, bà trồng cái cây ngon quá, bây giờ bà phải hưởng trái thôi, chứ bà lên cộng đồng mạng bà trách cái gì. Đó, cũng y như cái thằng nắm bánh bao bây giờ như vậy. Nó đưa con nó lên không gian mạng, một thằng bé tí đó, rồi nó đào tạo cái đó. Tương lai con của mày nó cũng không khác gì thằng Long Tứ đâu. À, mà tôi nói thật sự quá vậy, thằng con của mày nó cái như nó bằng Long Tứ là chung mày cũng còn có phước dữ lắm đó. Làm một thằng cha mà cảm thấy thật sự mày cái như là nó gọi là nó vô vị quá. Học từ cha mày đúng không? À, hôm nay mày đưa con mày lên để mà chứ cái người ta đó là mày cũng học từ thằng cha con gái mẹ mày á vậy. Đấy. Râu nào sâu nấy thôi. Cái truyền thống gia đình thì thân xin thưa quý vị nó vẫn là như vậy thôi. Đấy. Chứ còn còn nếu mà một con người mà nó có cái sự tri thức, nó hiểu biết quý vị, không có đưa cái đứa nhỏ đấy lên trên không gian mạng để mà cái như là cho người đời họ nguyền rủa, đúng không? Mày đưa con mày lên mạng là để người đời họ nguyền rủa con mày ấy, chứ thật sự không ai mà người ta nói gì tới tao đâu. Mày nên nhớ rằng tao không phải là hoạt động một cái kênh này, tao hoạt động tức là 4-5 kênh lần. Yeah. Mà tao đâu có thời gian rảnh như mày đâu. À, cứ tối bắt đầu tao mới lên. Chứ còn tao khi tao nghe, chỉ cần nghe bà con họ gửi qua một thông tin là tao biết mày là mày xuống cái màu gì đâu. Tao đâu có cần coi. Đúng không? Nhưng mà thật sự đó, làm người thì đừng có làm như vậy. À, mình thấy người ta nói mà đúng đó, thì mình cái chứ là tiếp tục. Mà thấy người ta thật sự, người ta có những cái đóng góp ý kiến thì bây giờ mình cũng phải nghe chứ. Dạ luôn cô. Alo. Dạ con nghe. À, cô lên cô nói thêm về cái phần mà hồi chiều cô lướt xem á, cô thấy nó lên, nó đưa thằng con nó lên là nó đưa cái thằng con nó lên á, nó nói là bữa nay nó tổ chức sinh nhật cho cái thằng con của nó mà nó kêu thằng con của nó là anh của Đặng Thường TV. Trời ơi, bởi vậy cô thấy cái thằng này nè nó rất là ngu ngốc, nó rất là ngu dốt. Trời ơi, nó đem cái thằng con nó ra mà nó dạy mới có mấy tuổi mà nó lên nó giáo dục bởi vậy. Cái thằng này đã phải nói chứ, hồi đó thằng cha với thằng gái mẹ nó cũng không có dạy nó rồi đó, cũng không có cho nó đi học nên nó đâu có trình độ đâu. Bởi vậy cái chuyện mình làm kênh YouTube, mình là người lớn, mình không nên đem con cái mình mình giáo dục chữ người này chữ người kia. Bởi vậy cái thằng này không phải nói chứ, tại vì chắc con không có coi nên con không có nói rõ. Cô chiều cô lướt xem cô thấy nó nói con nó đứng nó nói gì, cầm cái micro cái bắt đầu nó dạy con đó. Trời đất ơi, đồ cái thứ gì mà hả bá dơ, cái thứ gì hả ngu ngốc không nữa rồi á. Không biết nó tổ chức sinh nhật cho con nó thiệt không, mà không có thấy bánh kem bánh cóc gì đó, hay là đám ma của thằng cha với gái mẹ nó gì, thấy có đèn quay chớp chớp nữa rồi có con vợ nó ngồi đó nữa. Con vợ nó cái dạng cũng bá dơ, cái dạng cũng vô học. Chứ còn nếu mà con vợ nó mà đàng hoàng đồ này kia hăng là người ta không bao giờ mà người ta để cho cái thằng chồng mất dạy cái mình mà lôi kéo cái đứa con mình vô giáo dục suối chữ người lớn như vậy. Cô nghĩ là cái gia đình của cái thằng này là không phải nói chứ, cái gia đình cái bằng mất dạy từ trên tới dưới. Nên má để cho nó kêu cái thằng con đó, trời nó xúi thằng con đó chữ đời thường ti bê thế này thế nọ. Trời đất ơi, bởi vậy các cô chú anh chị thấy không, cái thằng này là cái thằng không có ra gì. Mỗi lần nó lên nó like nó ngồi nó nói y như là nó hụt ba cái rượu vô rồi nên nó nói chuyện má xàm má láp không à. Nó đâu lên nó biết nói gì đâu. Toàn là nó nói là đời thường đi quê không có nhà có cửa, mày nhờ tới tháng rồi không có tiền trả nhà trọ thấy nọ thấy kia. Trời đất ơi, còn cái thân của nó thì chả có ra ôn ra quái gì rồi trơn ngồi like mà mặc cái quần đùi rồi ngồi chèm bẹm dưới đất không có cái ghế. Trời ơi, mày nói thiệt chứ mày ngang 5 cao gì đó, trời ơi tao thấy mày không phải nói chứ không biết nhục.
Con của mày mới bên lớn á, vậy mà mày suối nữa, nói bậy nói bạ chữ người lớn là vậy là nó thiệt á. Con người của mày là vô học rõ ràng rồi, nên mày muốn đào tạo cho cái thằng con mày cũng mắc dạy y như mày. Bởi vậy hả, thằng cha với cái mẹ mày không có dạy mày từ hồi hồi hả, đẻ ra tới giờ, nên giờ mày đã đâu có biết lễ phép, biết đạo đức hay cái gì, nên giờ mày cũng hả dạy tới thằng con mày. Trời ơi, làm kênh YouTube mà ngu ngốc quá, vậy dẹp lè dẹp đi chứ làm gì. Người ta làm kênh YouTube á, ít ra người ta cũng hiểu biết chút ít, ví dụ người ta không có học nhưng mà người ta đi ra người ta đi quay trường hợp này trường hợp kia, người ta cũng học hỏi kinh nghiệm đồ, người ta ăn nói cũng phải khôn ra tí xíu. Đằng này trời ơi, mỗi lần nó lên nó like làm y như là nó nhậu vô rồi, bắt đầu nó lên nó like, nó nói chuyện không đâu ra đâu hết trơn á. Trời ơi, hồi chiều hả, tôi coi tôi thấy thằng này cũng phải nói chứ hả, thằng cha với cái mẹ nó chắc cũng ngu nên không có biết góp ý gì đó. Rồi kể cả thấy có con vợ đó, nó ngồi đó hay là con gái mẹ nó ngồi đó đó, mà nó lại nó dạy thằng con nó chữ đời thường tivi. Mà con mẹ nó hay con vợ nó chả có biết góp ý, thay vì như người ta không có cho nó còn con nít. Ông không có làm như vậy, ông không có xúi biển như vậy, trên cộng đồng người ta sẽ nguyền rủa. Đằng này hả cũng y nhau, bởi vì cái gia đình này là cái gia đình cái bằng hả mắc dạy từ trên tới dưới. Các cô chú anh chị tôi nó thật ra từ nào giờ tôi không có xem, tôi không có xem cái câu chuyện con mẹ út gà út lợn gì hết trơn á. Ba cái thứ mà ăn mày ăn xin đồ xiên ăn nhắc làm là tôi không thích. Nhưng mà tôi mới thấy mấy bữa nay là cái thằng này nè, cái thằng bá dơ này nè, nó bây giờ nó đang rình nó nghe đó, tao chửi mày đó, mày ngồi đó mày nghe đi, rồi ngày mai mày lên mày chửi tao, rồi tao sẽ tiếp tục phải tao lôi cái đầu mày ra hả, tao chửi từ cái thằng cha với con gái mẹ mày. Chứ mày đừng có nói là khán giả chữ thuê chữ mướn. Tụi tao là nó thật như mày hả, là luôn bảo vệ bè lẽ phải để dập tắt cái đám bá dơ, cái đám mà hả ăn chặn từ thiện, ăn cò từ thiện, dập tắt những cái thành phần siêng ăn nhát làm như cái con mẹ út gà này nè. Mặc cái thay tuổi đó mà la đi bán vé số không nổi, lên mồi chài. Tiền của Mạnh Thường Quân ăn hả, ăn cái bằng ăn đồng tiền xương máu hả của cái con chim sâu hả, người ta thấy hả con nhỏ đó hả nó khờ khạo nên người ta mới giúp đỡ. Cái bằng ăn cướp trắng trợn, ăn cướp xương máu của cái con chim sâu đó. Mà hả mày còn lên hả mày binh vực rồi bắt đầu mày quay ở đồ cái YouTube gì mày nói quay hài hả, quay hài con gái mẹ mày chứ hài cái gì. Hài là người ta quay hả những cái câu chuyện gì vui vẻ đồ này kia. Đằng này hả mày quay để mày mồi chài tiền của Mạnh Thường Quân mà mày nói quay hài hả, bởi dòng cái thứ vô học cái thứ mất dạy mà cũng bị đặt đi làm YouTube. Trời đất ơi hả, cái đứa con mày mới có ba lớn gì mà mày giáo dục với cái thói hư tật xấu, cái thứ mất dạy, cái thứ hỗn ẩu mà hả mày cho là hay là tốt. Trời đất ơi, bao nhiêu đó là cộng đồng người ta cũng đánh giá hả cái gia đình của mày là từ thằng cha với con gái mẹ mày, cả con vợ mày cũng là cái dạng hả không ra gì rồi. Mày bỏ đi nghe mày, tao nói cho biết mày đừng có nói mày lên đây hả còn có người coi thì mày sẽ lôi đời thường ra mày chửi. Bởi vậy dòng cái thứ mày đi làm YouTube có ai mà tín nhiệm mày, đâu có ai mà gửi tiền về cho mày làm thiện nguyện đâu, nên giờ mày quay sàm quay nỉa ha. Rồi giờ mày không có chuyện gì để mày làm hết trơn nên mày lôi đời thường TV ra mày chửi để mày câu like câu view hả. Nó còn hẹn nó nói là để hồi nào nó lên quận 7 nó tìm tìm con đó. Trời đất ơi, mày dám không, mày dám không cái thằng năm cao đó. Tao nói thiệt với mày á, đồ cái thứ bá dơ như mày hả không có đấu lợi với lang thang Sài Gòn đâu cho mày hay. Chứ mày đừng có lên đó mà ngày ngày mày lên mày nói xàm nói nỉa, mày nói dơ dơ, nói cái giọng điệu mất dạy của mày. Trời đất ơi, đồ cái thứ gì mà hả ăn nói hả không đâu ra đâu hết trơn á. Mày nói là mày không có đụng chạm gì tự nhiên sao lên nói mày, tại vì mày làm không có đúng. Mày đi làm chuyện tào lao, mày quay mày không có biết đi tìm cái hoàn cảnh nào khổ để mày quay. Mày quay với cái con mẹ này nè, con mẹ út gà này nè, để mồi chài tiền của Mạnh Thường Quân để mày ăn chia với nhau.
Chứ nếu mày mà hả con người mày mày có đầu óc, mày có trí thức, mày có đạo đức thì mày đâu có quay cái trường hợp xin ăn nhắc làm này hả? Mà mày lên đây mày 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 nói làm như là mày hay lắm, mày giỏi lắm, mày nói là mày sẽ đấu lang thang Sài Gòn tới cùng, tao thách mày luôn, tao nói thiệt với mày đó. Người ta cộng đồng người ta nhận xét con người nào như thế nào, rồi mày khỏi cần lên đây mày nói lang thang Sài Gòn, ngồi trong nhà đợi thường, ngồi trong nhà không giỏi đi quay. Tao nói với mày là công tâm TB đợi thường TB lang thang Sài Gòn là nó làm cái kênh phản diện, nó không có đi quay hoàn cảnh, nó vạch trần những cái thành phần bá dơ như cái lũ tụi bay đó, để cho cộng đồng người ta biết, để người ta tránh né ra, mày hiểu chưa? Đồ cái thứ mất dạy, từ nào giờ nó thật các cô chú anh chị, tôi không có xem cái kênh của cái thằng này, mà mấy ngày nay tôi thấy nó lên nó nói chuyện mất dạy, đứng trước cộng đồng mà nó lên nó like mà nó nói chuyện, không phải nó cái mặt nó cà hắt vậy, mà nó ngồi không phải nói chứ nó ngồi nó mặc quần đùi nữa, nó đâu có tôn trọng khán giả, nó đâu có tôn trọng ai đâu. Bởi vậy mày nói là mày đâu phải mày trọng tâm mày đi làm YouTube. Mày chỉ làm để kiếm thêm đồ này nọ thôi, bởi cái bản mặt mày mà đi làm YouTube ai mà tin tưởng đâu mà mày đi làm. Mày làm mày này mày mày làm tầm bậy tầm bạ nên người ta mới dạch ra, người ta nói tại sao bao nhiêu kênh người ta không nói mà tại sao người ta nói mày. Tao mới gặp mày là tao thấy cái mặt mày là tao không ưa, tao muốn chửi mày rồi, tao nói cho mày biết vậy đó. Mày bỏ đi nha, chứ mày đừng có lên đó mà mày nói xàm trời ơi đồ cái thứ ngu ngốc. Mà tưởng đâu là ta đây là anh hùng, anh dũng, đem các thằng con mới có 3-4 tuổi đi chửi người lớn. Vậy mà là mày nói mày khôn hả? Mày là cái dạng ngu ngốc. Bởi thằng cha với cái mẹ mày cũng ngu ngốc nè. Dốt nát, đẻ mày ra không có dạy mày. Nên giờ này mày đâu có biết dạy con mày. Chính mày còn mất dạy nữa. Mày còn xúi con mày chửi người ta như vậy thì mày đâu có trí thức gì. Mày bỏ đi chứ mày đừng có lên đây mà mày nói xàm. Mày càng nói là nó thiệt với mày, cộng đồng người ta sẽ đánh sập cái kênh của mày, người ta chửi mày. Chứ mày đừng có tưởng đâu mày lên vậy mày anh hùng anh bá phải không? Rồi thôi cô nói thêm nhiêu đó thôi con. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Nghe cho nắm. Để nghe cho thằng tù tội. Nghe chưa? Cái chuyện tao hỏi thì không chịu lên nói, mà cái chuyện người ta không hỏi là lên gọi là khai. Mày